Mình coi nè, có một chùm như vậy thôi 400.000 nha. Chùm này là mệnh danh là nho đắt nhất thế giới và cũng là loại ngon nhất thế giới, được người Nhật hay là người Hàn ta, người Nhật trồng đúng không, người Nhật trồng mà tuyển chọn trong 15 năm nó mới ra. Đây bây giờ em làm thử trái nha, trái này ăn thử trái to chín mọng á. Đây đây đây, kiếm trái chín mọng dưới đây đi, cắt cho anh trái dưới này đi. Đây đây đây, thơm nha, nó thơm mùi nho rượu cực kỳ luôn, thơm mùi rượu vang á. Rồi nó thơm. Đây đây là chùm nho nè, chùm nho này 400 nè. Nói thật, ăn nho như uống rượu luôn. Nó thơm mùi rượu cực kỳ. Ăn nho như ăn kẹo. Thơm và rất là ngọt. Mà công nhận ăn nho này ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Mười mấy triệu một chùm, bây giờ hiện tại chỉ còn 400 một chùm nha. Ăn nho này nếu mà dở em trả lại tiền gấp đôi luôn. Rất là ít nha, rất là hiếm nha, rất là hiếm về. Lâu lắm em mới có hàng này về nè, cực ngon luôn. Nho này nếu mà không ngon là em mua xong em trả gấp đôi tiền luôn. Ăn em trả gấp đôi tiền nha, cực ngon luôn. Trời ơi nó ngon, nó thơm mùi nho rượu nồng nàn luôn, mà ăn nó giòn, nó ngọt. À. Trời ơi, ăn giống như uống rượu vậy, mà nó không có đắng nha, nó không có đắng như rượu, nó ngọt mà nó giòn. Trời ơi nó đã. Chùm nho rất là đẹp nha, tuyển chùm trái luôn nha, nó ngon quá chừng lắm.